bạn thấy chưa, máy móc nó nổ êm ru nhá. Đây tôi sẽ ga lên một chút cho các bạn xem. Đây đốt máy và phát máy luôn. Anh tài xế, anh camera, anh quay cái ống xả đằng sau nhé, tôi để xả xem có khói không nhé. Đấy các bạn thấy giờ không hề có một tí khói, khói thừa luôn. Để cả tôi rồ ga đột ngột. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của xe nâng ARV Việt Nam. Và trong cái video ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn là một siêu phẩm xe nâng của hãng Toyota. Đây là một chiếc xe nâng sản xuất năm 2010, nâng cao tối đa là 3m, hay người ta còn gọi là nâng hạ cơ bản 3m các bạn nhé. Con này được nhập khẩu về Việt Nam tháng vừa rồi là tháng 8, hiện tại là tháng 8 năm 2021 mới về thôi. Và con này chạy hơn 4.000 giờ, hoạt động hơn 4.000 giờ, sản xuất năm 2010. Đấy, chất xe còn quá là chuẩn đấy các bạn nhá. Các bạn nhìn thấy này, tổng thể những cái nước sơn rồi, đèn này, gương rồi, cần gạt tín đồ, nó mọi thứ càng. Đấy, nó còn tương đối là ổn định, đẹp. Đấy, tương đối là nguyên vẹn. Nha các bạn nhá, tôi sẽ lái quay một vòng tròn để cho cái anh cameraman này, anh ấy quay tổng thể về cái xe này. Đây nhá các bạn nhá. Đấy các bạn cứ nhìn kỹ đi. Xung quanh xe nó không có một cái vưa vết gì gọi là bị dỉ, bị hoen, bị ố hay nào cả. Đấy, xe rất ngon luôn. Các bạn nhá, đây, nâng hạ bình thường này. Các bạn thấy không? Vậy để tôi nâng tối đa lên cho các bạn xem. Nâng cao 3m nha các bạn nhá. Đấy, nâng cao 3m. Đấy, ngửa ra ngửa vào. Đấy. Khi các bạn mua xe nâng thì các bạn cũng nên lựa chọn xe nâng cũ ấy, thì các bạn nên lựa chọn những đơn vị mà uy tín nha các bạn nhé. Đơn vị uy tín thì họ sẽ nhập khẩu chính ngạch, tức là xe nhập khẩu về phải có giấy tờ hóa đơn chứng từ đầy đủ. Đấy, những đơn vị nhập khẩu xe nâng uy tín thì họ sẽ có giấy tờ hóa đơn chứng từ đầy đủ nha các bạn nhé. Đấy, và họ sẽ có đội bảo trì, bảo dưỡng, bảo hành định kỳ trong trường hợp các bạn ký hợp đồng tận nơi cho các bạn. Đấy, nếu trong trường hợp mà xe nâng các bạn mua nó bị lỗi trục trặc gì thì những cái đơn vị uy tín thì họ cũng sẽ đến tận nơi để họ bảo trì bảo dưỡng cho các bạn. Họ sẽ có địa chỉ cụ thể rõ ràng, có nhà xưởng, có đầy đủ các dụng cụ kỹ thuật rồi cũng như là nhân viên kỹ thuật để có thể phục vụ cho các bạn tận nơi. Đấy, và đây là một chiếc xe nâng có thể nói rằng là chất lượng của nó được 100% mới, thì con này nó khoảng tầm 85-90% so với một chiếc xe nâng mới. Và nếu các bạn bỏ tiền ra để các bạn mua một chiếc xe nâng này thì các bạn có thể tiết kiệm được khoảng tầm 60% giá tiền so với các bạn bỏ ra để các bạn mua một chiếc xe nâng mới nha các bạn nhé. Và đây là cái dòng xe nâng nội địa Nhật Bản. Đây, như các bạn nhìn thấy đây, đây là dòng xe nâng nội địa Nhật Bản. Anh camera quay cái máy giúp. Đây, như các bạn đang nhìn thấy đây là động cơ 1DZ3 tiêu chuẩn nội địa Nhật Bản nha các bạn nhé. Xe này là tiêu chuẩn khí thải nó sẽ tốt hơn là những cái dòng xe nâng nó xuất khẩu ra thị trường Việt Nam. Đấy, đây là một động cơ 1DZ3. Những cái dòng xe nâng mà nội địa họ ví dụ như là xe 2 tấn, 2 tấn rưỡi hoặc là xe 3 tấn họ vẫn dùng cái động cơ 1DZ3 này các bạn nhé. Có cái kết cấu số cầu của họ nó khác một chút thôi, bơm lực khác một chút thôi. Còn động cơ cho 3 tấn nó vẫn dùng cái động cơ này. Đấy. Chứng tỏ là cái động cơ 1 tấn rưỡi nhưng mà nó rất khỏe, nó có thể đáp ứng cho các bạn tốt. Cái động cơ rất khỏe thì nó khiến cho cái động cơ này rất là bền và nó có thể hoạt động được rất là lâu mà cái động cơ không hề hỏng nha các bạn nhé. Các bạn thấy chưa, máy móc nó nổ êm ru nhá. Đây tôi sẽ ga lên một chút cho các bạn xem. Đây đốt máy và phát máy luôn. Anh tài xế, anh camera, anh quay cái ống xả đằng sau nhé, tôi để xả xem có khói không nhé. Đấy các bạn thấy giờ không hề có một tí khói, khói thừa luôn. Để cả tôi rồ ga đột ngột. Đấy. Rồi tôi sẽ lái thử cho các bạn xem. Đây nhá, tôi sẽ nâng hàng cho các bạn xem.
Đây các bạn nhìn thấy này. Đấy chưa? Các bạn nhìn thấy 7 đít lên không? Nhá. Nó 7 đít lên này. Đấy. Các bạn nhìn thấy 7 đít lên nhá. 7 lên rất cao, cái xe này rất khỏe luôn. À, cái khối hàng này nó có tải trọng là 2,3 tấn. À, cái xe nâng này có tải trọng nâng tối đa chỉ được 1,5 tấn thôi. Nhưng mà bởi vậy nên tôi nâng nó sẽ bị bánh đít lên này. Nó sẽ không nâng được cái khối hàng kia lên. Đấy nhá các bạn. Wow. Quá kinh luôn. Đấy. Và tôi có thể nâng sát vào thì nó sẽ nâng lên này các bạn nhá. Đấy. Tôi nâng cho nó sát vào để tôi nâng lên được cho các bạn nhìn thấy xem. Đây tôi đạp chân côn để tôi. À, hiện tượng là 7 đít rồi đấy. Cái khối này là 2,3 tấn nha các bạn nhé. À, tại vì các bạn nâng sát nó vào trong quá nên là cái tâm nâng nó sẽ gần với lại xe nhất nên là nó sẽ nâng quá tải mà nó không 7 đít. Đấy, các bạn nhìn thấy đấy. À, tôi muốn nâng cái này lên cao nữa nhưng mà khi tôi đạp ga nâng lên cao thì nó sẽ bánh đít nó rúi về trước nên rất là nguy hiểm nên tôi sẽ không nâng cho các bạn xem. Rồi ok, tôi sẽ để nó lại nguyên vị trí. Rồi. Nếu các bạn đang xem video này, các bạn hãy nhấn vào nút đăng ký để các bạn sẽ nhận được những cái video mới nhất. Kênh của xe nâng ANAV là chuyên review tất cả những dòng xe nâng nhập từ thị trường Nhật Bản, nội địa Nhật Bản, ở về Việt Nam người ta gọi là xe nâng Nhật bãi, và được nhập khẩu trực tiếp chính ngạch, xe chất lượng cao, được bảo trì bảo hành trước khi xuất xưởng nha các bạn nhé. Bảo trì trước khi xuất xưởng là chúng tôi sẽ thay dầu, thay lọc, rồi kiểm tra các vị trí tra mỡ vào các vị trí châm nước, thay dầu, thay nhớt ở trên xe nâng. Đấy. Và tất cả những cái xe mà về Việt Nam đều được kiểm định an toàn, kiểm định đủ điều kiện nhập khẩu. Đấy, thì mới được nhập khẩu vào thị trường Việt Nam nha các bạn nhé. Rồi, nếu các bạn quan tâm thì các bạn hãy gọi điện cho xe nâng ANAV theo cái số điện thoại ở trên cái góc màn hình đấy. Sẽ có nhân viên tư vấn cho các bạn về cái việc là thủ tục mua xe như thế nào, chọn xe như thế nào, hoặc là các bạn có thể thuê xe, các bạn gọi điện cho xe nâng ANAV cũng được nữa các bạn nhé. Rồi, xin cảm ơn các bạn đã đồng hành với kênh của xe nâng ANAV Việt Nam. Một lần nữa, nếu các bạn thấy cái video này hay, các bạn hãy giúp một nút đăng ký hoặc là một nút chia sẻ đến những cái người mà họ đang có nhu cầu sử dụng xe nâng thật sự nha các bạn nhé. Các bạn đăng ký kênh để các bạn sẽ nhận được những cái video mới nhất giống như những cái video các bạn đang xem này. Xe nâng rất đẹp và xe nâng rất là hoàn hảo luôn. Đây là một chiếc xe nâng cũ. Các bạn có thể mua cái chiếc xe nâng này với cái chi phí bỏ ra chỉ khoảng 40% thôi so với giá thành các bạn mua xe nâng mới. Các bạn đã mua chiếc xe nâng này rồi, trong cái đấy là chất lượng tương giá thành tương đương. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo. Xin chào. Xe nâng ANAV Việt Nam, trao niềm tin, nhận giá trị